Cô chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi số 209 và ra bài của buổi số 210. Chúng ta đến với câu hỏi với how far là câu hỏi khoảng cách bao xa. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau chữa bài. Câu 1, khoảng cách từ nhà bạn đến siêu thị là bao xa? Các bạn cho cô đáp án xuống phần bình luận nhé. Vậy ta có how far giữ vai trò làm từ để hỏi. Is it from your house to the supermarket? How far is it? Cái cụm how far is it là sẽ giữ nguyên nhé. Từ nhà bạn sẽ là from your house. Đến siêu thị là to the supermarket. Các bạn nhớ cho cô với giới từ đó là from to. From the house to the supermarket. How far is it from your house to the supermarket? Đấy, các bạn chữa bài vào cho cô đi, câu này hơi dài một chút. How far is it from your house to the supermarket? Câu 2. Khoảng cách từ bến xe buýt đến rạp chiếu phim là bao xa? Vậy ta có how far is it from your bus station to the cinema? How far is it? Chúng ta có cụm này giữ nguyên này. How far is it from the bus station to the cinema? Đó. Chúng ta lại gặp với là from to, đúng không ạ? Là từ đâu cho đến đâu. How far is it from the bus station to the cinema? Các bạn chữa bài vào giúp cô nhé.
Câu 3, khoảng cách từ nhà ga đến sân bay là bao nhiêu? Vậy ta có how far is it from the train station to the airport? Ta vẫn dùng với câu hỏi how far. How far is it from the train station to the airport? From. The train station to the airport. Câu 4. Khoảng cách từ bến cảng đến khách sạn là bao xa? Vậy ta có how far is it from the port to the hotel? Bến cảng chúng ta có danh từ đó là port. How far is it from the port to the hotel? Câu 5. Khoảng cách từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh là bao xa?
Người ta có How far is it from Hà Nội to Hồ Chí Minh City? Rất là dễ. How far is it from Hà Nội to Hồ Chí Minh City? Và chúng ta có 5 câu trong phần chữ bản ngày hôm nay. Ta học với câu hỏi How far chỉ khoảng cách là bao xa, tính giữa hai địa điểm khác nhau, đúng không ạ? Từ đâu cho đến đâu? Vậy các bạn còn câu nào ta chưa làm được bài thì các bạn nhanh chóng chữa bài vào giúp cô nhé.